Đồ Gốc Thanh Luân xin kính chào quý khách. Lúc này đang là buổi chiều ngày 23 tháng 3 năm 2017. Thanh Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị một số mẫu tủ áo bằng gỗ gụ, gỗ cẩm lam phi, cẩm lai và gỗ gụ, gỗ gõ đỏ của lam phi. Quý vị đang thấy trên mình trong cái clip này, chúng tôi tạm thời giới thiệu một chiếc tủ áo bằng gỗ gõ đỏ của lam phi, 3 buồng 4 cánh, hàng VIP, hàng đẳng cấp, hàng đẹp, dày từ trong ra ngoài. Và riêng chiếc tủ này thì chúng tôi là chọn vân rất đẳng cấp. Đây, và bên cạnh đây là một chiếc tủ áo gỗ gụ 3 buồng 3 cánh chúng tôi đang trưng bày ở phía trong. 3 buồng 3 cánh cũng là hàng VIP, hàng đẳng cấp. Thì trước đây, cách đây ít hôm chúng tôi ra một chiếc 3 buồng 4 cánh mẫu y hệt như này cho anh Phong của Thường Tín. Và đây, còn một chiếc nữa chúng tôi đang tháo rời, chúng tôi chưa nắp ráp lên, cũng là để tháo rời này để quý vị thấy được. Gỗ gõ đỏ của lam phi. Và phía dưới này chúng tôi, thôi được rồi chú cứ xuống đi. Phía dưới này thì ở tầng dưới này chúng tôi vẫn còn được khoảng chục chiếc tủ áo nữa, các mẫu mã quý khách có thể về đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi để mục sở thị cũng là xiêm ngưỡng và mua sắm tham quan. Ở dưới tầng 2 của cơ sở 1 chúng tôi đây, rất nhiều các tủ áo đây chúng tôi đang trưng bày tại tầng 2 của cơ sở 1. Đó, 2 buồng, 3 buồng và 4 buồng, rất nhiều mẫu mã. Và trong cái clip này chúng tôi giới thiệu một chiếc, hiện của anh này, giới thiệu chiếc tủ áo bằng gỗ gõ đỏ hàng vân VIP đặc sắc. Đây quý vị cùng chiêm ngưỡng. Và sau đây chúng tôi nhờ anh thợ của Đồ Gỗ Thanh Luân lau qua cái mặt này để cho vân gỗ nó nổi lên, bởi vì chúng tôi đang để này mọc đó, cứ lau hết rồi. Khi chúng tôi lau nước này thì nó đồng nghĩa với khi chúng tôi hoàn thiện lên, nó vân nó sẽ nổi y hệt như này đó, rất chi là đỉnh cao. Khi anh vét ly lên hoặc là phun PU lên thì nó đúng như này luôn, vân rất đẹp, vân núi này, kể cả 4 cái cánh này. Tủ là cái mẫu là chúng tôi làm yếm vén này, nó rất chi là độc đặc. Cái tủ này nó rất là phù hợp với những cái phòng ngủ là phong cách hiện đại. Cái mẫu tủ này chúng tôi đã chính tôi đây cũng là người đang sử dụng cái mẫu tủ này ở phòng ngủ của tôi. Đó, rất đẹp, lau lau hết lượt cho anh này, cho thêm nước vào. Vị cùng chiêm ngưỡng đây, cái vân gỗ đây, nó tuyệt vời. Tủ này là 3 buồng 3 4 cánh. Đó, nó chiều dài là 2m3 và chiều cao là 2m17. Cực kỳ dày, dày đẹp từ trong ra ngoài. Chúng tôi sẽ mở một cánh tủ ở phía này ra giới thiệu quý vị cùng chiêm ngưỡng. Đây, tủ đuôi là cực kỳ dày dặn. Gỗ gõ này. Phía trong này khi mở ra vân cũng rất đẹp, nó là tuyệt vời luôn. Lau lau hết cả các khung khung cột cho anh được. Đó. Khi nào chúng tôi hoàn thiện lên thì là vân nó nổi rất chi là đẹp. Khách nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Thanh Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc là 0972770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Đó, ngoài ra cái tủ một kiểu dáng khác bằng gỗ gõ 3 buồng 4 cánh chúng tôi cũng đang để trưng bày đây. Và hiện nay thì là gỗ gụ đang rất chi là khan hiếm nên là nghe chúng tôi chuyển sang làm các cái gỗ nhập khẩu. Đó, cũng rất tốt. Hơi ấy nhỉ. Để cho ướt tí nữa thôi được rồi. Được rồi. Mở cửa ra cho anh ạ. Vân gỗ rất chi là đẳng cấp. Cái bỏ cánh giữa nữa ra, cánh giữa ra. Mà tôi là làm đẹp từ trong ra ngoài. Thôi được rồi, thôi được rồi. Gỗ Thanh Luân xin